Tình hình Đức Cup này tới ngày 11 tháng 6 mới sửa xong cap luôn. Các anh em FPT thì hơi bị thốn đó, theo những xài được lắt nhắt bình thường. Hôm nay cũng giới thiệu cho các anh em một cái VPN đem miễn phí rất là ngon. Hiện tại nó miễn phí tới gần 60 đô rồi. Nhớ nhiều đô nữa chắc cũng tầm đó đó. Đó là nền xếp phô mì này nè. Giá của nó thì rẻ nhất là gói 3 đô trên năm. 3 đô này phải 3 năm mới được cái giá này. Tầm 70 ngàn tháng. Giá một tháng của nó thông thường đó là 5 đô, khoảng 120 ngàn. Giá này cũng chát đó. Tuy nhiên chất lượng nó cũng khá ngon. Hôm nay nó đang miễn phí nên mình dẫn cho các bạn cách nhận luôn. Đầu tiên các bạn đăng ký tài khoản nha, trên Shop For Me. Các bạn cứ đăng ký trước tài khoản đi. Đây mình đăng ký luôn. Mật khẩu thì ABC123 nha. Bạn nhớ hồi mình hướng dẫn sau. Mã code này thì mình lúc bấm vô nó có sẵn luôn. Ký một tài khoản mình lưu lại thông tin các không quên. Đây, đăng ký xong thì nó sẽ cho anh em cái này nè, nhớ vô mail kích hoạt nha. Anh em lưu cái code này lại có cần xài. Đây, anh em kích hoạt trong đây đi, xong mình có tài khoản đây giao diện của nó nè. Và bắt đầu mình các bạn vô link này để nhận. Link này chút nữa mình post dưới luôn. Link này để nhận. Tôi không nhớ giá nhiều nữa. Còn 4 ngày nó hết hạn nha anh em lưu ý. Giảm được 54 đô nè. Giá này là giá khoảng gần 1 năm đó. Tính ra 1 triệu 2 đó. Xứng đáng đồng tiền bát gạo thôi. Cái này nó yêu cầu anh em share mấy cái này. Anh em bấm đại cái đi rồi tắt xuống cũng được. Nó không cần phải làm theo nó. Bấm lên tắt. Cần gì là được. Cái email anh em nhập email lúc nãy là được à. Đây, cái email nãy của mình rồi. Chọn này anh em mới chọn Việt Nam luôn. Tại cái nào chết chứ đó, chết hết luôn cũng được nữa, không quan trọng gì. Chấp chưa? Rồi xong bấm vô give it to me nào. Đợi tí xíu em sẽ gửi mail cho anh em. Đây, em chỉ cần lưu lại cái code này thôi. Rồi các em lưu lại cái code này. Tôi bấm vô cái trang nãy nè. Em vô giao diện này luôn. Nào, trong VN Mobile nè. Bấm vào cái này. Đây. Voucher nè, cái em nhập cái voucher vừa nãy vô. Thì đem cộng 1 năm. Năm là cũng ngon lắm á. Mèo báo nè. Bây giờ vô kiểm tra lại nha. Thời hạn của em là 375 ngày, 372 ngày. Là 365 với 7 ngày đăng ký cũng mới tặng nữa. Lưu ý là không có nhập thẻ gì nên không mất tiền gì đâu nha. Xài hết thôi. Ở đây nó có hướng dẫn. Các em xài Windows thì nó sẽ có 3 cách gì. Mở hết 3 cách giới thiệu cho anh em luôn. Chút nữa mình test tốc độ mình luôn cho anh em kiểm tra. Cách đầu tiên thì cứ tải về cài đặt. Mở lên chạy như một phần mềm bình thường. Ai là hốc gầm thì cứ xài cách này thôi. Đơn giản dễ dàng. Còn hai cái hình thức này là sử dụng cái VPN có sẵn trong 10. Cái giao thức của BBTB này á, thì nó nhanh hơn nhưng mà độ bảo mật nó kém hơn. Còn thằng này thì tất nhiên là bảo mật cao hơn nhưng mà nó chậm hơn chút. Cái này mình không cần dùng đâu, nếu các bạn làm doanh nghiệp đâu cần cái này hãy dùng cái này. Ở đây mình thử cái này nha. Cái cách cài này thì đơn giản quá rồi. Các anh em cứ tải về cài thật như phần mềm bình thường, mở lên chạy là xong. Mình tạm bỏ qua luôn. Cách này cho nó tiện nè. Làm theo hướng dẫn của nó. Đầu tiên là gõ VPN vô. Mình kiếm mở cái đầu tiên này. Nó ra giao diện như gì. Đây giao diện mình. Đây. Chờ thêm một cái VPN nào. Ở đây nó yêu cầu chọn cái cửa sổ này. Bluebeam này, Connect, cái này muốn đặt tên sao cũng được tí anh em thôi. Mình gọi test đi. Địa chỉ nó sẽ cho mình tìm kiếm ở trang này nè, trong cái mà MyVPN nè. Bấm vô nó cũng như ra cái trang này đấy thôi. Nên nhấp vô đây nè. Nó sẽ cho mình chọn server VPN Nhật, này Trung Quốc, Hồng Kông, Sinh,
Để lo. Nhưng anh em mình nên chọn Sinh đi cho nó gần, tốc độ cũng ngon lành nữa. Là Nhật với mà Hàn nó cũng khá là ngon. Indo thôi dẹp đi. Chọn đại một cái trong này. Lấy cái này đi ha. Năm. Em dán vô đây. Hình thức thì cứ tài khoản mật khẩu. Kiểu kết nối là anh em chọn BBTB nè. Đây, mình đang làm hướng dẫn cái này nè. Tên tài khoản mật khẩu. Chọn cái hình thức luôn tên tài khoản mật khẩu. Cái này thì nó là tên tài khoản mật khẩu của cái Xiaomi nãy mình đăng ký đó. Giờ mình dán vô lại. Mới anh em chết ở đây cho nó lưu luôn nó cũng tiện rồi. Không đó, như nó ra đây nè. Cái test chết mình mới tạo đây nè. Bây giờ mình test mạng luôn. Trước thử cái. Rồi tốc độ nó có ổn định không? Ở đây mình thử phim. Google trước nào. Google Fin hiện tại là chưa có xài VPN của mình đó là nó như nào. Có góp gái nào. Đây chưa có xài VPN. Cái Fin 29 là cũng ổn định nữa. 5 thôi. Giờ test thử hàng vin.vn nè, vin này của Việt Nam mình thì tốc độ lên tương nhiên nó rất thấp, chỉ có 70 Mbps mà gần như cái tốc độ này là ngon lắm rồi đó. Bây giờ mình thử kết nối VPN hưởng lợi qua phép test luôn ha. Tắt đi con. Bộ này cũng chín mấy Mbps, tải về cũng được khoảng là gần 10 MB giây nè. Giờ cũng nhanh lắm đó, gần trăm dọn được. Quét test luôn. Test thử luôn. Độ 5-6 cũng ngon. Đây ngồi mình so sánh rồi. Trình 700 nhầm. Lưu ý rằng phép test này là nó chọn server trong nước nha, chọn hẳn vô Hồ Chí Minh của mình luôn rồi, nên là này nhiều khi test bằng không nước ngoài nó không hiệu quả, tốc độ cũng không ổn định nữa. Đợi nó chạy xong rồi mình vô thử cái VPN nãy mình bảo là cái test chết này. Giờ bấm vô connect. Rồi kết nối gì là xong rồi đó. Rồi còn cái IP nữa, IP hiện tại của mình ở đây là không? Bây giờ check my IP rồi. Nè nó ra mình local Singapore luôn rồi. IP ở đây thì giống cái mình nhập nãy đó, nó khác cái này hiện tại hồi nãy của mình. Rồi bây giờ test thử tốc độ lên không? Để cho nó tự tìm.